hải sản các bạn. Ở đây các bạn nhìn nha, nó có lâu lắm rồi mới đẹp. Tâm quay tâm mời các bạn xem cho vui nha. Lời đầu tiên Tâm đến chúc các bạn luôn luôn khỏe, thật nhiều các bạn nha. Đây nha, đồ ăn ở đây là mình muốn ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, đồ mình cũng rất là ngon mà tươi. Tăng chân lên. Đẹp không các bạn ha?